Cô chú ơi, bật mí cho cô chú, đây là trường của Ton nha. Trường Ton rất là to luôn mọi người. Phía trước trường Ton là có một cái cây này. Cây này là cây thông, mùa đông, mùa hè gì nó cũng bự mà nó cũng tươi y như vậy hết á. Đây, quay lại, quay xa. Nè, cô chú coi trường của Ton nè. Thường là Hà sẽ đậu xe phía bên kia. Ý, giỏi quá, không bị làm sao hết, em bé ơi. Đây mọi người, có 80 học sinh. Thì một trường daycare lớn nhất ở K là thường có 80 học sinh thôi. Đối diện qua bên này là trường tiếng Anh nè. Còn trường của Su Mì phía này, tiện quay cho cô chú coi. Đó, phía xa đó là trường của Su Mì nè. Đó, trường Su Mì đây. Trường Ton phía này, cách nhau có 200 mét thôi mọi người. Giờ cũng đang là tầm tan trường à. Mùa hè cái kiểu gì á cả nhà ơi, mùa hè mà đang 15 16 độ hà lạnh quá trời, mặc quần dài áo tay dài nhưng vẫn rất là lạnh luôn. Chưa đi chợ để mua rau được nữa. Thường á, nhà hàng muốn đi chợ là phải ghé chợ Tàu thì mất tầm 20 25 phút chạy xe. Nên là chợ Tây thì chỉ có rau xà lách với cà chua thôi. Nên là bây giờ Hà ra vườn xem là có rau gì mình hái rau đó luôn nha. Rau cải nè mọi người, cải cúc nè, nở bông nè. Chắc Hà hái luôn đi ha, chứ để nó nở bông thì nó sẽ bị già đúng không mọi người? Non lắm, non à, hái để cho nó mọc ra cái mới. Rau này thì nó chịu lạnh được nè, Hà thấy lạnh nhưng nó vẫn phát triển nhiều nhất trong các loại rau. Giống như rau xà lách của Hà nè, lạnh quá nó đâu có lớn nổi đâu, nó ra le que mấy cây à. Tuần nào giờ Hà cũng bón phân hết đó mọi người, chịu khó bón phân. Hồi năm ngoái Hà không không cho phân á, cây nó phát triển hơi chậm. Hà cấu sát sát gốc luôn. Hái trụi. Hái như chắc được một bữa mọi người. Được một bữa rau. Hôm bữa mấy con sóc nó khoái ăn cái rau này lắm. Nên là mấy bữa nay thì Hà cho ớt cho đồ vô nè. Nên thành ra nó đâu dám tới nó ăn nữa đâu. Rau này mọi người trụng qua thôi, nấu sơ đừng có chín nhũng quá thì nó ăn ngon lắm á. Được một rổ này, đã không? Lúc mà mình bón phân á, thì 7 ngày sau Hà mới bắt đầu thu hoạch. Phân thì dùng phân hữu cơ, phân chuồng, phân gà mọi người, gà phân bò rồi đó. Nghĩa là nó nhỏ quá, hay để cho nó lớn chút. Rồi cả nhà ơi, được một rổ rau đã đời luôn. À, người loại rau muống ở nhà Hà từ tuần trước đến tuần này nó cũng chỉ mọc vậy thôi à, không có phát triển được cái gì hết trơn á. Này, vàng đậu nè, vàng đậu ve, đậu đũa gì đó cũng đang mọc lên rồi. Rồi mấy cây mà mồng tơi á, hành lý hạt ở Việt Nam nè, nó lên cái chút xíu à. Tại vì lạnh quá mọi người, mấy cây này nó không có chịu lạnh được, nó phát triển chậm lắm. Để Hà hái thêm vài cọng ngò vô để nêm với canh mọi người ơi. Nó chưa có già đâu nhưng mà nó mọc quá trời mọc luôn. Mỗi lần mình nhà cần là ra đi hái. Nó chưa có mọc lớn á. Nhưng mà cứ ăn cái cây non là cũng rất là ngon á cả nhà. Hà tính là bữa nào mà nó mọc to nhiều á thì Hà hái ra xong rồi để tủ đá. Thơm lắm luôn cả nhà ơi, tươi ha. Ông bà cô chú thấy em Ton bữa nay có đẹp trai không ạ? Mắt thì hôm bữa ông bà cô chú hỏi thăm là đỡ chưa thì hôm nay Ton đã đỡ rồi, bị viêm giác mạc mọi người ạ. Cho kháng sinh 7 ngày thì hôm nay Ton đã đỡ rồi. Bây giờ bắt đầu qua chảy máu mũi rồi đi học được 2 ngày thì cái mặt như vậy nè cô chú nè. Cô chú thấy sợ không? Nhưng thật ra không phải té ở trên trường mọi người ạ, té ở trước cửa nhà. Nhưng mà đi học thì Hà tưởng là sẽ phải năng động hơn rồi. Nói chung là nhanh nhẹn hơn mà cuối cùng là
đi lạng chà lạng chạng sao rồi té xước hết cả mặt luôn. Hôm qua nhìn thảm lắm cô chú ạ, nó nằm bẹp một cục ngay dưới đất vậy đó, như là kiểu là không đứng dậy được luôn mà. Thế là Hà phải chạy ra đỡ lên á, không tự đứng dậy được, đau quá, chảy hết cái chỗ vùng mũi này với cái phần mắt này, may nó bị cọ một chút xíu trên phía trán thôi. Con ơi là con. Sau khi mà em Toan té vô xong á, thì là mẹ Hà vô là thấy một lúc sau là bị chảy nước mũi, chảy máu cam. Thì là khổ không rõ nguyên nhân sao, nhưng mà theo dõi thì thấy anh nó chưa có vấn đề gì nghiêm trọng lắm, nói chung chỉ có khóc thôi. Thì Hà vô Hà sát nước muối mà không biết có để lại sẹo không nữa cả nhà. Đây là cái chỗ mũi này nè, cái chỗ mũi này là mẹ Hà sợ là để lại sẹo nè. Trời ơi, chắc tùm lum đó con ạ. À, hả, giờ sao sáng nay vẫn đòi đi học? Nha, mẹ cho đi học 3 tiếng ha, đi học 3 tiếng là xong đón về được không con? Đi mang giày vô, bước xuống, xuống mang giày vô. Em Toan tới lớp rồi cô chú ạ. À, vừa mới bước tới cái cổng cầu thang là đã dày rồi nè cô chú nè. Thôi đây, cái ô 12 này là của kênh tình nè cô chú, treo áo khoác với bỉm với lại giày dép quần áo. Thôi không có khóc nữa, không có khóc nữa, bây giờ con bình tĩnh lại để mình đi vô lớp nha. Không muốn chia tay mẹ cô chú ạ. À, không muốn chia tay mẹ. Cố lên, mình đi học, mình đi học. Cố lên con trai. Mình đi học, mình vui, có các bạn đồ chơi mà. Nếu con bỏ giày vào đây. Đây, bỏ giày vô đây. Bỏ giày vô đây. Bỏ giày vô. Rồi. Cố lên nha. Mình thanh niên trai tráng, không có khóc nhè nha. Hả? Hồi chị hai xong mày đi học cũng khóc, em tên giờ cũng khóc. Đừng đừng đừng, cái mặt đang trời. Okay. Vậy là Ton đã chính thức đi học được 2-3 ngày rồi cô chú ơi. Những mẹ nào mà lần đầu tiên cho con đi học thì mọi người lưu ý giùm Hà cái này nè. Mọi người tới lớp đừng có đưa cho cô giáo bế em, tại vì một người lạ và một cái môi trường lạ mà cô giáo cứ vồ vập bế là thế nào em sẽ khóc. Cô giáo của Ton nó cũng đòi bế nhưng mà Hà nói cô giáo là để cho bé tự đi vô chỗ ngồi, rồi Hà ngồi xuống đó Hà chơi với em một chút xíu để cho em quên đi á. Chứ còn đưa cho cô giáo bế tại cô giáo tưởng là bế rồi ôm ấp em sẽ nín, nhưng mà không nha mọi người, kiểu như cái hơi của người lạ, mọi ngày là mình đang tiếp xúc với hơi của mẹ mà, rồi môi trường xung quanh là ở nhà, thì bây giờ đến một cái môi trường mới thì bé sẽ rất là khóc. Thì Hà chơi một lúc để cho bé quen dần đi xong bắt đầu Hà mới thả. Chứ còn thật ra là có một số trường họ không cho phụ huynh vô chơi với bé đâu, chỉ đến thả bé xong đi về thôi. Thì Hà không biết là mọi người có thể trao đổi với cô giáo, ngồi mình ngồi xuống mình chơi con mà một lúc xong rồi để cho bé quên đi á, mình sẽ nói là mẹ đi về nha, lát mẹ đón xong mình bye bye, các bạn phải nhớ nói tạm biệt với con. Ton đi học ngày thứ ba rồi, ngày đầu tiên Hà gửi 2 tiếng đón, lát nữa 3 tiếng Hà sẽ đón, tức là ăn trưa xong Hà sẽ đón. Thì dự định những ngày sau thì mình sẽ kéo dài thời gian một chút, từng chút một. Nhưng mà cái cảm xúc của Hà thì Hà cũng rất là lo, tại vì sốt ruột ấy, đi học về là thấy con mình là nước mắt nước mũi là nhạt nhòa nhèm nhụa hết và sơ sát phờ phạc, và chắc chắn là bé sẽ bị xuống ký nè, do mất ngủ rồi do khóc nhiều nữa vì môi trường không có quen á. Nhưng mà các mẹ cũng đừng lo lắng quá, thì sơ su mì cũng dậy 2 tuần thôi là bé sẽ vào khuôn khổ hết. Và mọi người phải chấp nhận một điều là khi bé đi học thì là sẽ rất hay bị bệnh vặt luôn. Thì thời gian đầu khoảng vài năm đầu bé sẽ bệnh rất là nhiều, thì mình phải chuẩn bị sẵn tinh thần đó. Toàn cái hôm đầu tiên đi học về là đêm hôm đó là bé bắt đầu kiểu nói mớ nhiều á, kiểu do mệt quá hay sao đó thì bắt đầu nói mớ nhiều, mặc dù là ở trường có vài tiếng thôi nhưng mà Hà nghĩ là chắc do sợ hãi hoặc là khủng hoảng trong tinh thần về cái vấn đề gì đó. Thì ngày thứ hai, ngày thứ ba đỡ hơn nhiều nhưng mà vẫn còn bị tỉnh dậy lúc đêm. Đây, mẹ tới đón em Toan đi học về nè cô chú ơi, con bám vô cầu thang. Hôm nay á, khóc nhẹ lúc sáng thôi, cô giáo nói ăn ngoan ngủ ngon lắm cô chú ạ. Hai phai mẹ nè. Giỏi, ạ à, mẹ coi. Giỏi. Nè, ạ à, ông bà cô chú coi. Ạ à, ông bà cô chú nè. Ạ à, ạ à má, cứ tự vỗ tay vậy. Hả? Ạ à, sao? Ạ à, ông bà cô chú nè. Giỏi, con trai ngoan lắm. Thôi bây giờ Hà sẽ đưa Ton về đây cô chú ạ. Hôm nay thì ngày thứ ba là cô giáo nói cũng thích nghi rồi, cũng ngủ được rồi, cũng ăn được, giỏi là ngoan rồi. Còn mỗi cái mặt hơi chầy chụa chút thôi, đúng không? Nay vui không con? Có cần khóc nữa không? Trường của Ton bự lắm cô chú ạ. Đi đi, đi đi, đi đi. Mẹ dẫn tay đi về, đi về. Đi về.